Anh em ơi, hôm nay hàng mới về nha. Thì hôm qua mình vừa hóng 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 xong thì hôm nay về luôn. Sáng nay mình vừa bưu bưu điện người ta vừa mang đến nha. Mình lóc ra rồi đây. Lần này mình đặt là 1.000 vỉ anh em nhé. 1.000 vỉ là mình đặt 1.000 vỉ lưỡi, có nghĩa là được 1.000 bộ lăng xê. 1.000 bộ lăng xê nhưng mà mới gửi về cho mình 500 vỉ thôi. Còn 500 vỉ thì gửi sau. Thì mình bảo rồi nhưng mà vẫn 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 chưa có. Đây mình chắc là trong quá trình đang làm này thì sẽ có thôi. Thì hiện tại là có 500 bộ lăng xê trước. Khi mà mình làm xong cái này thì hôm nay thì có video vào buổi sáng thế này thì loanh quanh chỉ khoảng tầm sáng ngày mai là lác đác có lăng xê rồi thì anh em nào lấy thì cứ để lại số điện thoại cho mình thôi. Thì ngày mai mình alo. Hàng về rất chi là nhiều anh em hóng đấy. Nhiều anh em đặt gọi điện cho mình nhưng mà mình bị hết rồi. Mấy anh em mà mình quên đấy. Hoặc là không nhớ mà gọi thì anh em nhớ alo cho mình nhé. Không có mình lại quên mất. Đấy. Thông báo anh em có hàng thế thôi. Cảm ơn anh em thời gian qua đã tin tưởng dùng cái bộ lăng xê của mình. Ủa anh rất chi là sướng luôn. Đắt sắt ra miếng. Nói lại với anh em nhé. Lăng xê của mình là rất chi là đắt nha. 50.000 bộ đắt nhất Việt Nam luôn. Và khi mà gửi chuyển phát thì ít nhất thì 3 bộ trở Xin lên chào thì anh mình em gửi. nhé, đây đã có sản phẩm rồi. Mình làm một số bộ trước, chưa làm đại trà. Mình làm một ít trước để mai gửi cho anh em. Đó, ok anh em. Vậy thì đây có mấy bộ hoàn thiện rồi. Làm được ở đây sẵn 4 bộ rồi anh em. Đây đã 4 bộ đóng gói rồi. Đó, lăng xê đắt nhất Việt Nam nhá, 50.000 một bộ anh em nhá. Đây nữa này. Mình làm trước một ít để mai gửi cho anh em. Lần này thì bét nhà luôn, mình đặt 1.000 vỉ cơ. Nhưng mà thằng cô em nó mới gửi cho mình chưa đủ. 1.000 vỉ lưỡi có nghĩa là được 1.000 bộ lăng xê. Đó. Phần này thì gửi bét nhà luôn. Anh em lấy lăng xê cứ để lại số điện thoại cho mình sẽ alo luôn. Hoặc là khi mà lên kênh thì mình sẽ alo. Trong vòng 24 tiếng đồng hồ thì mình sẽ gọi cho các bạn. Đó. Đấy, số điện thoại mình này. Không 3741 68 hay 86. Anh em những cái anh em mà mới đăng ký kênh ấy, mà mới theo dõi kênh của mình ý, chú ý khi mà gửi 3 bộ lăng xê trở lên thì mình mới gửi nhá. Một bộ mình không gửi, hai bộ không gửi nhá. Anh em lưu ý giúp là 3 bộ lăng xê trở lên mình mới gửi và cái lăng xê của mình kèm theo mồi và xốp nhá, và kèm theo hướng dẫn sử dụng và hướng dẫn trộn mồi nhá. Rồi anh em cứ để lại số điện thoại đi, mình sẽ liên hệ cho anh em. Hôm nay là sáng ngày mùng 7 rồi. Thì có nghĩa là sáng ngày mùng 8 thì mình sẽ bắt đầu gửi hàng cho anh em. Cảm ơn anh em đã tin tưởng và sử dụng cái bộ lăng xê của mình. Đấy, anh em xem những cái video đóng cá của mình rất chi phê đây. Mình đang làm một số lượng nhỏ. Hiện tại đang làm một số lượng nhỏ để ngày mai gửi. Anh em đặt hàng đi. Để lại số điện thoại cho mình alo. Họ tên địa chỉ. Ok, thế là xong. Các bạn nhận hàng gửi trả tiền, gửi COD nha anh em nhé. Các bạn nhận hàng ở bưu điện thì các bạn gửi tiền người ta. Rồi, cảm ơn anh em.